Eco Smart City, theo quy hoạch, sẽ có ga ngầm của tuyến đường sắt đô thị kéo dài của tuyến Metro số 2, đi ngầm qua khu đất. Và cũng sẽ có định hướng thêm là tàu điện tốc hành trên cao, nối Thủ Thiêm với sân bay Long Thành. Ngoài diện tích xây dựng khu phức hợp thông minh, nhà đầu tư Lotte còn triển khai đầu tư hoàn chỉnh 4 đoạn đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối bên ngoài khu phức hợp để đồng bộ với hạ tầng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau đó, sẽ bàn giao toàn bộ hạ tầng cho cơ quan nhà nước quản lý. Theo bản phối cảnh mới nhất thì 6 lô đất chia thành 2 khu chức năng khác nhau với 10 tòa tháp nơi được đánh dấu 2 màu xanh đỏ. Ba lô ở phía nam có mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ sẽ phát triển dự án với chức năng chính làm căn hộ kết hợp thương mại với 6 tòa nhà cao tầng từ 12 tầng đến 48 tầng. Còn ba lô còn lại nằm sát quảng trường trung tâm có chức năng làm văn phòng và khách sạn kết hợp làm thương mại với 4 tòa nhà cao tầng từ 24 tầng đến 60 tầng. Riêng khối đế dự án theo quy định chung của khu đô thị Thủ Thiêm đã có từ trước là 4 tầng. Tập đoàn Lotte, một trong những tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc, bắt đầu kinh doanh tại thị trường Việt Nam từ năm 1998. Hiện hệ sinh thái của ông lớn này ở Việt Nam gồm nhiều mảng khác nhau như bán lẻ, thực phẩm, hóa chất, sản xuất, dịch vụ tài chính, bất động sản.